Quý vị cuộc thi hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017 đã khởi động với buổi sơ khảo miền Bắc tại Hà Nội. Bên cạnh các thí sinh, dàn ban giám khảo gầm cân nảy mực tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017 cũng nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả. Ban giám khảo cuộc thi gồm những gương mặt nổi tiếng trong làng thời trang, nghệ thuật Việt Nam gồm hiệu trưởng trường John Robert Power, nơi chuyên đào tạo các nhân vật nổi tiếng, bà Xuân Trang, tiến sĩ, bác sĩ Lê Diệp Linh. MC Phan Anh, nhếp ảnh gia Samuel Hoàng, nhà thiết kế Thuận Việt, Hoa hậu Hương Giang và Á hậu Hoàng My. Điểm nhấn của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm nay là Hoa hậu Phạm Hương và Á hậu Lệ Hằng. Hai người đẹp sẽ đồng hành cùng các thí sinh trong suốt chặng đua đến danh hiệu cao quý nhất. Không chỉ thế, cả hai sẽ là người kết nối các thí sinh, truyền cảm hứng và quan sát sự thể hiện của họ. Vì chính đương kim Hoa hậu và Á hậu mới là người có cái nhìn chính xác nhất về vai trò, trách nhiệm của top 3 trong cuộc thi này. Vâng, cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm nay đang ngày càng nóng lên khi có rất nhiều người mẫu ghi danh tìm kiếm cơ hội giành vương miện tại cuộc thi này như Mâu Thủy, Hoàng Thùy, Tiêu Ngọc Linh. Tuy nhiên, có nhiều ý kiến trái chiều cho rằng vẻ đẹp của những người mẫu hoàn toàn không phù hợp để trở thành Hoa hậu và vẻ đẹp lạ của Hoàng Thùy là một ví dụ. Vậy vẻ đẹp như thế nào mới được coi là chuẩn Hoa hậu? Quý vị và các bạn sẽ cùng tìm thấy câu trả lời trong phần sau của chương trình với tiểu mục chuyện tối nay. <laughs>